Xin chào các bạn ha. Thì bình thường là cái điều khiển đảo mà các bạn mua ở bên mình á thì mình đã chỉnh sẵn rồi. Máy áp trứng cũng vậy, mình cũng chỉnh sẵn hết rồi, về chỉ cắm điện xài thôi. Nhưng mà một số bạn do nhà có trẻ nhỏ nó bấm bậy thì dẫn đến là nó chạy sai lệch. Thì hôm nay mình làm cái video clip để hướng dẫn các bạn chỉnh lại nếu mà lỡ mà có bị bấm sai. Thì đầu tiên là mình ấn giữ cái nút thứ hai nè. Ấn giữ nó hiện lên. Thì mình ấn nút thứ ba nè để tăng lên thành B3.2. Thì rồi ấn nút thứ hai một cái nó hiện chữ OB. Rồi mình ở đây thì mình tăng lên là 15 này có nghĩa là 15 giây á, có dấu chấm ở phía này có nghĩa là 15 giây. Rồi ấn nút thứ hai một cái để xác nhận, nó hiện chữ CL ở đây mới 110 thôi, mình tăng lên là 120. Để lát nữa mình chỉnh thành 120 phút á. Nó hiện một dấu chấm tức là 120 giây ha. Mình ấn nút thứ nhất một cái, nó hiện ba dấu chấm. Đây là 120 phút. Còn nó hiện dấu chấm ở đây có nghĩa là 12,0 giây nha. Bạn ấn nút thứ nhất cho nó hiện lên ba dấu chấm. Sau đó mình ấn nút thứ hai cái để xác nhận lệnh. Rồi nó hiện lên ba dấu trừ là đúng. Có trường hợp á, nó hiện đây số 1 có nghĩa là nó chỉ tắt mở một lần thì thôi. Thì đây mình ấn nút thứ tư nè để giảm xuống là hiện lên ba dấu trừ. Rồi ấn trở lại nút thứ hai, rồi mình ấn giữ luôn nút thứ hai để nó hiện lên là B3.2 chớp chớp như thế này. Như vậy là mình đã chỉnh xong rồi ha. Thì khi mà nó chạy thì đèn led này nó sẽ báo, thì nó trong quá trình đảo nó sẽ sáng đèn led này lên đó. Sau khi nó chạy hết 15 giây thì nó sẽ chuyển qua chế độ đợi là 120 phút. Ngoài ra thì cái timer này nè còn nhiều cái chức năng khác nữa. Ví dụ có thể sử dụng timer này để chế một cái thiết bị hẹn giờ để tắt mở cái thiết bị điện trong nhà của mình cũng được, hẹn giờ tắt hoặc là hẹn giờ mở. Rồi ngoài ra thì nó còn nhiều cái chức năng chỉnh khác nữa. Thì cơ bản ở đây các bạn chỉ sử dụng để làm áp trứng cho nên là mình chỉ một cái chức năng này thôi. Còn mà một số bạn khác muốn nghiên cứu nữa thì có thể liên hệ tới Phong ở số điện thoại 0977788536 để mình hướng dẫn thêm ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin chào các bạn.